Để chủ động phòng trị kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lâm nghiệp nói chung và cây bạch đàn nói riêng, bà con trồng rừng có thể tham khảo những kiến thức được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Bệnh xén tóc đục thân, các vết cắt lớn cần được bôi thuốc liền sẹo để trùng cái không vào đẻ trứng. Dùng bẫy đèn để bắt xén tóc trưởng thành. Thường xuyên thăm vườn cây quan sát mạt cưa do ấu trùng đục bên trong thân thải ra để theo dấu soi bắt ấu trùng khi phát hiện thấy cây bị hại nhưng nhẹ có thể dùng cây soi lỗ để nhét thuốc trừ sâu dạng hạt vào bên trong thân cây sau đó chết đất lại nếu cây có nhiều cành bị hại thì chặt bỏ cành hư gom lại và đốt ngoài ra có thể dùng các thân khô để rải rác trong vườn để thu hút thành trùng tới xong tiêu diệt sâu đục thân cắt bỏ dọn sạch và tiêu hủy đúng cách lô rừng những cành hay những nhánh bộ phận bị sâu hại dùng các thuốc hóa học có chứa hoạt chất như dimetra nồng độ năm áp dụng các phương pháp sinh học như dùng nấm brovaria bacina để kiểm soát sâu đục thân bệnh cháy lá bệnh khô cành ngọn do nấm khi phát hiện bệnh cần chặt bỏ hết các cành lá bị bệnh để khô rồi đốt tránh lây lan trong mùa mưa sử dụng các loại thuốc hóa học để phun phòng trừ và ngăn chặn các bệnh lây lan